Thưa quý khán giả, hiện nay hầu hết các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có điểm yếu đó là không giữ được khách ở lại qua đêm, một đêm hoặc nhiều đêm. Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long, ngoài thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang thì trong đất liền chỉ có thành phố Cần Thơ và thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau có khả năng giữ khách, còn lại khách đi qua hoặc là đi trong ngày rồi về, lượng khách ở lại ban đêm không cao. Có phải tiềm năng du lịch ở các địa phương này chưa thực sự hấp dẫn du khách? Rõ ràng là cái tiềm năng du lịch của đồng bằng sông Cửu Long dưới cái góc nhìn phát triển kinh tế ban đêm là phong phú, đa dạng và thực tế là nó đã có từ lâu rồi. Chúng ta thấy là cái hoạt động chợ nổi cũng vậy. Phần lớn là hoạt động chợ nổi là từ nửa đêm về sáng. Nó gắn liền với một cái đặc thù của vùng sông nước. Những cái hoạt động mua bán giao lưu của thương hồ của người dân là một cái sản phẩm du lịch nó hấp dẫn du khách đến cái vùng này gắn với ban đêm. Những cái lợi thế về sông nước, thí dụ như những cái tour du lịch để ngắm hoàng hôn, những cái tour du lịch để ngắm bình minh mà gắn liền với vùng sông nước, vùng biển đảo ở đồng bằng sông Cửu Long cũng tạo ra cái sức hút cho du khách rất là lớn. Tuy nhiên thì thời gian qua các tỉnh thành trong vùng cái việc mà đầu tư khai thác và kết nối cũng còn rất là hạn chế. Làm thế nào để giữ chân du khách và bằng cách nào để du khách tiêu tiền một cách hợp lý khi lưu trú ở địa phương mình? Các chuyên kinh tế đã xác định đồng bằng sông Cửu Long nên phát triển một số trung tâm giữ khách lại ban đêm cấp vùng để từ đó lan tỏa ra các địa phương lân cận, và Cần Thơ, Cà Mau ở trong đất liền và đảo Ngọc Phú Quốc ở ngoài khơi được cho là điểm sáng. Vậy một khi du khách ở lại qua đêm thì những điểm nhấn nào của kinh tế đêm sẽ hấp dẫn họ? Cách làm ở Cần Thơ, một trong hai địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ chọn làm thí điểm phát triển kinh tế đêm, bước đầu mang lại hiệu quả. Thành phố Cần Thơ đã triển khai đề án phát triển kinh tế đêm. Doanh nghiệp du lịch, bà con kinh doanh dịch vụ đều phấn khởi vì sẽ có cơ hội để thu hút thêm du khách. Người dân địa phương có thêm không gian sinh hoạt, vui chơi giải trí và đương nhiên là buôn bán sẽ đắt hàng. Chưa kể, thông qua không gian và đời sống ban đêm sẽ quảng bá hình ảnh văn hóa độc đáo của địa phương mình. Đối với thành phố Cần Thơ, tôi thấy là tiềm năng về những cái dịch vụ về ban đêm cũng rất là đầy đủ. Từ cơ sở hạ tầng cho đến những cái giá trị về dịch vụ về ban đêm. Như những cái tuyến phố đi bộ, những tuyến phố ăn uống, những cái tuyến phố về vui chơi giải trí. Thì hiện nay thành phố Cần Thơ đang có rất là tiềm năng này. Cứ đến 18 giờ, phố đi bộ bắt đầu lên đèn. Trên chiều dài khoảng 700 mét, du khách vừa có thể tham quan, chụp ảnh, vừa thưởng thức ẩm thực và mua sắm. Với họ, đó là ấn tượng khó quên trong chuyến du lịch tại vùng sông nước miền Tây. Phố đi bộ hoạt động, cả tuyến đường nhỏ bỗng trở thành một sân khấu lớn. Thanh âm rộn ràng, ánh sáng đầy màu sắc. Sự xuất hiện của các bạn trẻ tạo nên không khí đầy sôi động bên dòng sông Hậu. Đối với du lịch miền Tây ấy, thì luôn là mong ước của mình. Mình muốn nghe đàn ca tài tử từ rất lâu rồi. Và mình rất là vui khi mà có một cái hình thức mô hình du lịch vừa nghe được đàn ca tài tử lại vừa đi trên sông ấy. Vì là xuống đến Cần Thơ là mình rất là thích. Sông nước, kênh rạch, cây cối, mình rất là thích cái không gian và như thế. Và hôm nay lại rất là vui lại được lên thuyền nghe được đàn ca tài tử thì nó đúng là cái mong ước của mình. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, các cái cơ sở vận chuyển cũng như là các cơ sở lưu trú để giới thiệu các cái sản phẩm hiện nay cũng như là làm mới các sản phẩm trong thời gian tới, để khi mà các cái đơn vị doanh nghiệp, các đơn vị lữ hành xác định các cái tour tuyến đó, thì giới thiệu du khách đến với thành phố Cần Thơ các cái sản phẩm kinh tế ban đêm. Trong đó thì chúng tôi sẽ tham mưu để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch ban đêm để phục vụ du khách. Trong đất liền là vậy, còn ngoài khơi đảo xa Phú Quốc, kinh tế đêm cũng sôi động không kém. Với lượng khách dồi dào và tiềm năng du lịch đa dạng, khai thác kinh tế đêm ở Phú Quốc được nhận định là mỏ vàng của hòn đảo Ngọc. Khi màn đêm buông xuống, những điểm vui chơi giải trí bắt đầu sôi động. Những lễ hội tưng bừng, những show diễn nghệ thuật mang đậm nét văn hóa của người dân bản địa. Những màn bắn pháo hoa rực rỡ hàng đêm chỉ có tại Phú Quốc. Em cảm thấy rất là ấn tượng về quy mô và cái tổ chức ở nơi đây. Mình đi dạo một vòng hành trình, mình đi tham quan các show nhạc, show cảnh ở đây.
sau đó mình thưởng thức ẩm thực về phong phú rất đa dạng của các vùng miền ở đây, và giống như kiểu bắn pháo hoa, giống như điểm kết thúc của một hành trình, một chuyến đi trọn vẹn thì cảm xúc rất là thăng hoa và để lại nhiều ấn tượng. Phú Quốc luôn lấp lánh ánh đèn và ngày càng náo nhiệt về đêm với các dãy phố, khu chợ sầm uất hay những show diễn nghệ thuật độc đáo. Không chỉ kinh tế đêm được thắp sáng, người làm du lịch nơi đây cũng phấn khởi về một tương lai sáng như ngọc. Hồi xưa là đa số là người dân ở đây đa số là họ đi biển, làm ngư phủ do đi biển nhiều. Mà sau thời gian 10 năm phát triển chợ đêm, du khách nó tập trung vào chợ đêm nhiều, là người dân họ buôn bán cũng phát triển hơn để tạo cái điều kiện kinh tế nhiều hơn hồi xưa. 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu từ dịch vụ lưu trú ăn uống của thành phố Phú Quốc đạt gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ du lịch ban ngày chỉ chiếm khoảng 30%, còn lại 70% là nguồn thu từ các loại hình dịch vụ kinh tế đêm. Thời gian tới thì thành phố Phú Quốc sẽ phối hợp với sở du lịch cũng như các sở ngành của tỉnh và đặc biệt một số các nhà đầu tư trên địa bàn sẽ tập trung đổi mới, nâng cao cái chất lượng dịch vụ, làm sao đó cái hoạt động về kinh tế đêm nó được đổi mới, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và hấp dẫn hơn cho du khách khi đến Phú Quốc. Và cái kinh tế đêm nó phải là văn minh, nó phải là văn hóa, nó phải là lịch sự, nó phải là thân thiện với môi trường, vân vân. Đó là những cái tiêu chí mà chúng tôi cũng sẽ có cái phối hợp trong cái thời gian tới. Thật sôi động với các hoạt động kinh tế đêm ở hai thành phố đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ và Phú Quốc. Nhưng liệu những hoạt động đó có thể mời gọi du khách trở lại lần thứ hai, lần thứ ba? Nói cho công bằng, kinh tế đêm hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long cũng chỉ là những hàng quán phục vụ ăn đêm, chưa thực sự có sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt. Không ít ý kiến của du khách cho rằng 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long chưa khai thác được thế mạnh sông nước để tạo ra không gian về đêm hấp dẫn mới lạ ngay cả với người dân địa phương. Để thắp sáng kinh tế ban đêm, nhiều chuyên gia kinh tế đã cho rằng các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần có cơ chế chính sách khác biệt phù hợp với phát triển kinh tế ban đêm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần gắn công nghiệp văn hóa với các hoạt động kinh tế đêm, đặc biệt là sản phẩm du lịch đêm. Điều này không chỉ mang tới nguồn thu lớn mà còn quảng bá hình ảnh điểm đến, văn hóa bản địa. Việc này cần có sự hợp tác của ba nhà: nhà nước, nhà sáng tạo, nhà đầu tư. Điểm mấu chốt nhất là trong cái công tác truyền thông chúng ta phải tạo được cái sự khác biệt. Với cái sự phát triển của kinh tế ban đêm, nếu mà chúng ta đi đâu nó cũng có cái điểm mà nó giống nhau thì nó khó ta thu hút được. Cho nên với cái đặc thù của cái Cần Thơ, chúng ta là một trong những thành phố được tiên phong phát triển thí điểm, thì cái văn hóa về cái sông nước miền Tây cũng là một cái yếu tố chúng ta có thể nhấn mạnh. Và chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu để xác định là cái điểm tạo nên cái đặc trưng khác biệt đó là gì, và chúng ta kết hợp với cái chiến lược truyền thông marketing thích hợp để mà tận dụng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cái điểm khác biệt. Các địa phương tổ chức những cái sản phẩm du lịch hay là những cái hoạt động kinh tế ban đêm là phải xuất phát từ cái tiềm năng lợi thế và cái nhu cầu thật sự, tức là phải đáp ứng giải quyết cung cầu, cái khả năng cung của địa phương và cái cầu của khách du lịch để nó gặp nhau, và từ đó phải giải phóng từ cái tư duy, cái cách tiếp cận để tránh cái việc là ngán ngại tổ chức kinh tế ban đêm, nó có mặt trái của nó, mặt khác là chạy theo cái việc lợi nhuận mà tập trung chỉ là những cái hoạt động ăn uống về đêm thôi, mà thiếu những cái kết nối gắn kết những cái sản phẩm nó tạo ra cái văn hóa bản địa của địa phương. Trong đó những cái sản phẩm đặc thù cái vùng sông nước là có ý nghĩa hết sức quan trọng. Kinh tế ban đêm thì nó gắn liền với cái yếu tố thời gian và không gian. Vì vậy phải gắn được những cái khu từ cái quy hoạch của địa phương kết nối cái quy hoạch của vùng, cái tính liên kết giữa các địa phương với nhau. Bởi vì khách du lịch người ta đến không chỉ ta đến một địa phương mà nó có thể kết nối các địa phương khác. Như vậy thì những cái hoạt động kinh tế ban đêm này không chỉ là khai thác trong phạm vi không gian của một địa phương mà nó phải liên kết với các địa phương khác, hình thành những cái tour tuyến. Với những cơ chế chính sách cần hoàn thiện để kinh tế đêm thực sự phát huy hiệu quả, ngoài hai địa phương được chính phủ chọn làm thí điểm phát triển kinh tế đêm thì các tỉnh thành khác trong vùng cũng đã sẵn sàng bước vào đường đua này bằng việc động thổ khởi công các khu kinh tế đêm
mong muốn tạo ra các thiên đường giải trí đêm đầy thú vị, được tích hợp nhiều công năng, mang đến cho du khách những trải nghiệm chưa từng có ngay tại Tây Nam Bộ. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Hậu Giang sẽ hình thành 6 đến 7 tổ hợp vui chơi giải trí và có ít nhất 2 sản phẩm văn hóa văn nghệ mang tính đặc trưng cho địa phương. Địa phương cũng sẽ xây dựng ít nhất 4 tuyến du lịch kết hợp giữa ban ngày và ban đêm với thời gian lưu trú trung bình từ 2 đến 3 ngày. Mục tiêu là đến năm 2030, Hậu Giang sẽ đón khoảng 1 triệu 500 ngàn lượt du khách với tổng doanh thu ước đạt 1.500 tỷ đồng. Còn ở tỉnh Bến Tre, đến năm 2025 phải hình thành ít nhất 2 khu vực tổ hợp vui chơi giải trí ban đêm, phát triển ít nhất 2 đến 3 sản phẩm vui chơi giải trí văn hóa nghệ thuật đặc sắc ban đêm mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương, hình thành ít nhất 3 tour tuyến du lịch đặc sắc kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm với thời gian lưu trú trung bình từ 2 đến 3 ngày. Hoạt động kinh tế ban đêm tạo việc làm cho khoảng 5 đến 6% người dân trong tỉnh. Khi đó, hoạt động thương mại về đêm cũng sẽ là trụ cột trong tăng trưởng kinh tế chung của địa phương. Là tại khu vực thành phố Bến Tre thì chọn làm điểm trước, thì tại đây thì nó có gồm các cái dịch vụ phục vụ đi vui chơi giải trí, như là gồm có phố đi bộ, có phố đi phục vụ mua sắm, về dự kiến làm công viên nước, có cái khu vực để triển lãm về cái làng dừa của tỉnh Bến Tre. Riêng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tận dụng lợi thế trước khi du khách di chuyển ra đảo Ngọc Phú Quốc trải nghiệm kinh tế đêm. Địa phương cũng mong muốn tạo điểm nhấn để du khách lưu trú lại thành phố biển xinh đẹp này và cùng hòa mình vào những hoạt động về đêm của địa phương. Từ bình quân là vừa khách mà đi bằng đường biển, đường thủy và đường bộ và đường hàng không thì cộng bình quân thì khoảng 5.000 người. Thì như vậy thì muốn thu hút 5.000 người này ở Rạch Giá được bao nhiêu người và người ta nghỉ đêm ở đây. Đó, đây là có điều trăn trở của đảng bộ và chính quyền của tỉnh Kiên Giang cũng như là của thành phố Rạch Giá. Mà cụ thể thì hiện nay Rạch Giá đã trình ủy ban tỉnh điều chỉnh cái quy hoạch chung của thành phố Rạch Giá đã được phê duyệt là theo quyết định 1024, được phê duyệt tháng 8 2023. Là đây là một cái cơ sở để đầu tư xây dựng các cái khu đô thị trên biển và thu đô thị ở hướng đông để định hướng là để thu hút khách du lịch này. Năm 2024, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 850.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, tập trung phát triển kinh tế đêm hay du lịch đêm là một trong những giải pháp cần được triển khai nhanh chóng. Thực tế, nếu chỉ khai thác không gian du lịch ban ngày, thì thời gian khai thác tạo ra giá trị sẽ ít đi và cũng không có sự khác biệt. Điều đó cũng có nghĩa, nếu không có sản phẩm ban đêm, thì khó có thể giữ chân được du khách, không tạo thêm nguồn thu cho người dân địa phương, cũng như đóng góp cho ngân sách nhà nước. Hy vọng sự chuẩn bị của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cho phát triển kinh tế đêm sẽ sớm mang lại kết quả. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Kinh tế Đồng bằng kỳ này của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại.